Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa các bạn, ở mỗi giai đoạn chế độ dinh dưỡng, phù đồ sẽ có những thay đổi, điều chỉnh khác nhau để phù hợp với giai đoạn phát triển của chúng. Từ 2 tháng tuổi, chó đã được xuất chuồng. Trước khi đón chó về, nếu bạn mua, bạn phải hỏi chủ chó về chế độ ăn hàng ngày của chúng để biết cách ăn hợp lý. Hạn chế thay đổi khẩu phần cũng như thức ăn quá nhanh sẽ gây hại cho hệ tiêu hóa. Vì phù đồ mới 2 tháng tuổi sẽ còn rất yếu. Nếu bạn muốn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hợp lý thì nên cho chó ăn theo công thức sau để chúng có thể thích nghi dần dần. Tuần 1, 75% thức ăn cũ cộng 25% thức ăn mới. Tuần 2, 50% mỗi loại thức ăn. Tuần 3, 25% thức ăn cũ, 75% thức ăn mới. Sau 1 tháng, thức ăn 100% là mới. Tại thời điểm này có thể an toàn bạn ăn thức ăn mà bạn chọn cho chúng. Thức ăn cho chó 2 tháng tuổi. Ở tuổi này bạn chủ yếu cho chúng ăn cháo loãng, có thể hầm lên nước để nấu cháo. Thức ăn khô cho chó nên ngâm mềm trước khi cho ăn. Ăn nhiều bữa trong ngày, 4 đến 5 bữa, cách đều nhau. Nếu cho chó uống sữa, hãy để hầm nóng để ở nhiệt độ phù hợp hơn để cho chúng ăn, nhưng cũng không nên uống quá nhiều. 200 đến 300 ml mỗi ngày là đủ. Giai đoạn này bạn có thể cho ăn cơm thay vì cháo như trước, có thể thêm thịt, tôm, rau, củ, nhưng tất cả phải được làm mềm hoặc xay nhuyễn trước khi dùng. Bạn có thể trộn cơm với thịt và rau, đơn giản nhưng mang lại cho bé chó rất nhiều chất. Nếu phô đồ ăn thức ăn khô, bạn cũng nên ngâm chúng trong nước. Bạn có thể dùng nước nóng ngâm trong 5 phút, không nên ngâm quá mềm. Sau hơn 1 tháng, bạn có thể giảm khẩu phần ăn xuống còn 4 bữa mỗi ngày. Các bữa cách đều nhau, bạn có thể thêm 300-400 ml sữa ấm. Không nên cho chó ăn quá nhiều thức ăn hạt vì cơ thể của chúng còn quá nhỏ và quá yếu. Ở tuổi này, bạn có thể cho chúng ăn 3 bữa trên 1 ngày. Đặc biệt cần cung cấp đầy đủ các chất qua bữa ăn hàng ngày. Đối với chó phù đồ được dạy thì những chất này bao gồm protein có nhiều trong các loại như thịt bò, thịt lợn, thịt gà, chất xơ có trong rau cải, cà rốt, xà lách. Chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa của phù đồ nên không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Khoáng chất thường có nhiều trong hải sản, nhưng bạn chỉ nên cho ăn tôm và nên mua các loại thức ăn canxi đóng sẵn để cho chúng ăn cái 2 ngày 3 ngày cho ăn một lần để bổ sung canxi cho chúng. 2-3 tháng chó còn rất nhỏ và yếu cho nên khả năng chịu thay đổi thời tiết là không cao. Bạn cần phải giữ ấm cho chúng vào những ngày lạnh và những ngày nóng thì nên tạo điều kiện để chúng được mát hơn để cơ thể chúng có thể phát triển được tốt và thành một chú chó ngoan đẹp. Nguyên Dương được vừa giới thiệu với các bạn về kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi chó con phù đồ.